Trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, các nhà đầu tư đang tranh thủ vào các dự án thuộc phân khúc cao cấp để tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng thực tế, phần lớn nhu cầu nhà ở thực của đại đa số các gia đình vẫn là phân khúc căn hộ trung cao cấp trên dưới 1 tỷ đồng. Đặc biệt, đối với những gia đình trẻ chưa có nhiều tiền tích lũy, thì việc tìm cho mình một căn nhà luôn là niềm mơ ước. Thấu hiểu được nỗi băn khoăn đó, công ty cổ phần Nhà Mơ đã phát triển dòng căn hộ Dream Home với mức giá vừa túi tiền nhưng đầy đủ tiện ích cao cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân. Công ty cổ phần Nhà Mơ được thành lập vào năm 2002. Sau 16 năm có mặt trên thị trường, công ty Nhà Mơ đang ngày càng hoàn thiện cho lý tưởng kinh doanh của mình. Đó là mang đến cho các gia đình trẻ sản phẩm căn hộ trung cao cấp với chất lượng và tiện ích cao cấp, tọa lạc tại những vị trí có tiềm năng phát triển cao nhưng mức giá lại vừa túi tiền. Minh chứng cho điều ấy là Nhà Mơ đã phát triển thành công hơn 1.000 căn hộ tại Gò Vấp. Với dự án Dream Home Luxury được chào bán vào giữa năm 2013, khi thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng và sạch hàng chỉ trong 3 tháng. Hiện nay, dự án đã bàn giao và có giá chuyển nhượng rất cao. Với Dream Home Residence, 400 sản phẩm được đặt mua chỉ trong ngày mở bán. Trước đó, dự án thu hút hàng ngàn khách hàng đến tham quan nhà mẫu. Và hiện dự án đang được thi công đúng tiến độ để kịp giao nhà cho những cư dân đầu tiên. Chính sự tiến bộ qua từng thiết kế, nỗ lực hoàn thiện sản phẩm của mình, nên vào ngày 5 tháng 9 năm 2016, tập đoàn The Global Group, tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản, đã ký kết hợp tác toàn diện với chủ đầu tư Nhà Mơ để phát triển dự án Dream Home Palace quận 8, với tổng số vốn lên đến 50 triệu USD. Dự án có quy mô hơn 1.000 căn hộ đã được khách hàng sở hữu. Điều này đã đánh dấu bước ngoặt phát triển vượt bậc và nâng tầm của chủ đầu tư Nhà Mơ. Đầu năm 2018, Nhà Mơ tiếp tục mạnh dạn phát triển dự án khu cao ốc ven sông Dream Home Riverside với quy mô 2.400 căn hộ, tọa lạc trên hai mặt tiền đường lớn Nguyễn Văn Linh, Phạm Thế Hiện. Nằm trong tổng thể khu dân cư hiện hữu ven sông, rộng 51,5 hectare, được xây dựng theo phong cách châu Âu, sang trọng, hiện đại, tạo nên nét nổi bật cho khu Tây Nam Sài Gòn. Ngày khai trương nhà mẫu mới đây, dự án đã thu hút hơn 1.000 khách hàng quan tâm tham dự và tìm hiểu sản phẩm. Trong chiến lược phát triển sắp tới, công ty Nhà Mơ vẫn trung thành với dòng sản phẩm mang thương hiệu Dream Home để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các gia đình. Thành công nối tiếp thành công. Vào cuối năm 2018, Nhà Mơ sẽ cho ra mắt một dự án bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp tại thành phố biển xinh đẹp là Nha Trang Diamond Hotel and Resort với quy mô 100 căn biệt thự, 570 phòng khách sạn, 10 căn bungalow, 600 căn condotel, một hồ bơi nước biển, hai hồ bơi nước ngọt, bến du thuyền. Tất cả đã khẳng định uy tín và hướng đi của chủ đầu tư Nhà Mơ là một đơn vị phát triển dự án có tâm và đủ tầm để mang đến chốn an cư lý tưởng cho các gia đình trẻ.